Bài số 9 là bài khuyến mại bán hàng. Thì thỉnh thoảng các bạn đi tham gia những cái hội chợ, các bạn thấy không ạ? Các bạn liên tục các bạn thấy các gian hàng nó là giảm giá, gian hàng kia giảm giá và giảm giá rất là nhiều, và cái hội chợ đó là các bạn thấy toàn là bán hàng, bán. Thì trong hội chợ nó có những hội là chuyên để làm thương hiệu, chuyên để làm đại lý, nhưng mà có những dạng hội chợ là chuyên để khuyến mại bán hàng thôi. Đặc biệt là những dịp cuối năm này là các bạn sẽ thấy là có những cái hội chợ là chuyên để họ đẩy hàng tồn kho. Có những cái hội chợ chuyên về lĩnh vực đó. Thì nếu mà doanh nghiệp của bạn rớt vào những cái trường hợp nó như vậy, mình ví dụ như năm vừa rồi có một cái ảnh kinh doanh bên lĩnh vực hàng thời trang, và cứ mỗi cái mẫu mà đặt cho khách hàng thì mình luôn làm dư, mà mình luôn làm dư ra, thì về cuối năm á thì cái lượng tồn nó vô cùng lớn các bạn. Và ảnh tham gia một cái hội chợ khuyến mại bán hàng này và rất là tuyệt vời. Trong 5 ngày cận Tết thôi, thậm chí ngay ngày 29 Tết đó, và ảnh đã đẩy ra được toàn bộ cái số hàng đó. Thì ảnh kêu là những năm trước thì ảnh không có biết, cuối năm vậy thì ảnh xả hàng, và thế là các cái nơi họ chuyên đi mua hàng tồn kho đó, họ mua với cái giá rất là rẻ. Thì cái năm vừa rồi ảnh tham gia được vào cái hội chợ này và ảnh bán ra với cái giá nó tốt hơn, thu hồi vốn nó tối ưu hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.